Ok, hôm nay mình lại nghĩ ra một lại đến quán. Ông chủ quán lại cho sẽ uống một món, một đồ uống trong cái series food tour. Ok, của cà phê Sài Gòn. Đấy, chúng ta sẽ vào xem ông chủ siêu, gọi là đầu bếp siêu pha chế, để cho chúng ta một cốc sinh tố bơ. À, đây là không gian này. Ông chủ đang đứng ở quầy bar. Rất là đẹp, nói chung là rất là ổn, nơi đây rất là yên tĩnh, mọi người có thể ra ngồi chiêu chiêu được. Đây hình cũng đẹp đấy chứ. Và thưa các bạn, đây là cốc sinh tố bơ. Đấy, ăn này. Rất là béo này, ngọt ngon thưa quý vị. Ở đây có tí bạc hà vào cho thơm quý vị ạ. Ưng ý, nói chung là mình rất ưng ý. 35k tại đâu? Cà phê Sài Gòn. Số 1 ngõ 16 Phạm Hùng, Mai Dịch. Quý vị biết sao? Nó thơm, ngậy, béo. Cái sữa ấy, sữa đặc và cái sữa tươi nó quyện vào nhau cùng cái vị bơ của quả bơ ngon lắm. Quá là ngon quý vị ạ. Nếu quý vị ý, uống sinh tố bơ, kể cả ăn bơ sống ấy, mình thì rất thích ăn bơ sống, quả bơ ấy, xong mình kẹp mình cả miếng thịt, đặc biệt là miếng thịt nướng, ui giời ngon lắm quý vị ạ. Nó có vị đắng đắng ấy, ngon kinh khủng luôn. Cốc này đối với mình là hơi khổng lồ ấy, quý vị ạ. Này, thời tiết lại oi, trời nóng ấy, cái đá mà khi được xay nhuyễn cùng ấy, nó có một vị lạnh, nhiệt độ nhất định ở đó, ăn vào mát hết cả người quý vị ạ. Nếu cốc này ai mà tinh ý cứ ăn từ từ, 2 tiếng mình khẳng định các bạn là ngon lắm. Nóng phát lại làm miếng. Tuyệt cú mẹo.
mình khẳng định với quý vị, uống sinh tiêu bơ rất là ngon, cốc là 35.000, ngon kinh khủng. Thật sự là rất là ngon. Mình đánh giá nếu mà cho điểm ấy, 9 điểm. Mình nghĩ rằng là với công thức ở đâu giống nhau thôi, chất lượng bơ mà khi các bạn chọn là bơ già này, nó nhiều bơ hơn, và chăm hay hay không bằng hay làm ấy, thì quý vị sẽ điều chỉnh làm sao sữa tươi, sữa đặc cộng thêm một lượng bơ hay đá ấy, tùy vào khẩu vị mỗi người. Thì mình khẳng định là quý vị có một cốc sinh tố bơ rất là ngon. Đối với mình thì ông chủ quán pha này là đối với mình là hợp. Ngọt vừa này, ngậy này, lạnh vừa này. Mình đối với mình ấy, cái lá bạc hà ấy, hay cái húng này ấy, thì mình thích trộn vào trong ấy để nó ra cái vị, ra mùi. Đấy. Ok. Mai mình lại thử một món nước khác để cho quý vị thưởng thức nhé, cùng mình. Hẹn gặp lại.